Hôm nay em Trọng xin giới thiệu tới mọi người một mẫu Hyundai Kona đời 2022 bản đặc biệt ATH số tự động. Chiếc xe mới lăn bánh là có hơn 2 vạn thôi. Xe rất là đẹp các bác nhé. Sơn zin gần như là cả con. Chiếc Kona này thì ở Việt Nam là đã ngừng sản xuất nhưng mà những cái giá trị mà nó mang lại còn rất nhiều. Đây là một mẫu gọi là CUV gầm gầm hơi cao, 5 chỗ cùng phân khúc với cả Sentos với cả Cross. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc này chỉ loanh quanh rơi vào tầm 7 lít thôi các bạn. 7 lít đi phố. Chiếc xe này bên em mới lấy về nên cũng chưa dọn rửa gì mà lên sóng quay luôn cho các bác. Phần ngoại thất bên ngoài đấy. Ngoại thất bên ngoài thì sơn si thì gần như sơn zin còn nguyên. Xe đi lướt, chủ xe đi mới có hơn 2 vạn. Sơn si là gần như là chưa có tỉa gì. Xe rất là đẹp, sơn zin gần như cả con. Gọi là 99% sơn zin. Lốp lát thì còn dày, lốp đi 2 vạn mà. Xe lướt lốp đi 2 vạn thì còn rất là dày. La răng đẹp không một vết xước. Đây các cái vị trí đèn xe đấy. Chiếc xe zin 100% thì gần như là bên em chỉ bàn về giá với các bác thôi chứ còn không có gì phải bàn về chất chiếc xe nữa. Xe đi rất là lướt và đẹp. Lốp cả 4 quả là còn dày. Đời 2022 đi có 2 vạn là lốp thì đương nhiên là còn nguyên rồi. 4 lốp theo xe cả cả lốp dự phòng nữa. Đây sơn zin còn nguyên. Em sẽ xem cái lốp dự phòng hạ chưa. Kéo còn chưa hạ cả lốp dự phòng. Dòng xe lướt này có bác đây. Cốp thì hơi bẩn một chút thì em có để đồ đây. Lốp dự phòng là lốp sơ cua chưa hạ. Ca lông còn nguyên này. Ca lông còn nguyên. Mới quá. Bây giờ các bác mà mua một cái mẫu Kona này đi thì rất là hợp lý về giá. Chỉ có hơn 600 triệu một chút thôi là các bác đã sở hữu chiếc xe này rồi. Phần ngoại thất bên ngoài thì cái kiểu dáng xe Kona này thì 5 chỗ gầm cao, dáng form dáng rất là đẹp đấy. Em thấy form dáng chiếc Kona này vẫn còn rất là hợp thời. Nó giống như một chú gọi là tiểu Santa Fe thu nhỏ. Các bác nhìn phần bên ngoài rất là giống. Nếu mà theo như cái góc cạnh này nhìn mà nó ngớ là không nhận ra đâu. Gọi là một chiếc Santa Fe mini về ngoại thất kích thước nhỏ hơn. Đây. Quay về phần táp đi cánh. Cái việc review một chiếc xe lướt như này thì cũng giống như là review xe mới thôi. Ngoài việc mà spa dọn sạch sẽ ra thì chiếc xe không khác gì xe mới. Đi lăn bánh có 2 vạn. Tam lô thì như mới. Tất cả những cái yếu tố theo xe là như mới các bạn. Xe đi lướt mà. Chân lì nguyên bản được cái là bác chủ nó không không có độ đẽo gì. Thế nên chiếc xe ở trạng thái nguyên bản cao. Cái phần táp ly cánh cửa này cũng không có vết xước gì đâu. Chứ chỉ có bụi bẩn một chút thôi, chứ còn ghế sau còn chưa người ngồi. Xe rất là lướt đẹp. Thực ra thì cái việc mà sự lựa chọn về những cái phân khúc tầm tiền tầm 600 tương đương
thì cái cảm giác lái của chiếc xe Cola này thì không thua kém bất kỳ một chiếc xe nào, nhất là khi các bác đi những cái chế độ lái khác nhau của chiếc xe, đặc biệt là chế độ gọi là sport, đi cực kỳ bốc. Em thích nhất là cái cảm giác lái của chiếc xe này. Tiết kiệm cũng có, thì các bác lên chế độ gọi là eco tiết kiệm xăng, còn các bác thích đi bốc hơn thì các bác lên chế độ gọi sport. Nó mang một cái thân xác nhẹ nên khi mà đi chế độ sport thì đi rất là đã. Tiện ích theo xe này gần như không thiếu cái gì. Đây là tam ly cánh này. Tím bấm thì còn như mới, xe đi 2 vạn mà. Nó khác gì xe mới đâu. Xe rất là đẹp nhé. Các cái hệ thống an toàn theo xe. Đây cảnh báo va chạm này. Chống trơn trượt này. Các cái phím bấm chức năng cruise control này, chế độ ga tự động. Các bác nhìn này, đi mới có 2,3 vạn, đây là km zin nhé, bên em không có thua gậy gì. Tất cả những cái xe mua như nào chúng em để nguyên như thế. Đối với 2,3 vạn thì gần như là xe đi này còn như mới. Phiên bản ATH này thì cũng không có cửa sổ trời. Thực tế thì Việt Nam mình em nghĩ là cái chức năng của cửa sổ trời nó cũng ít thôi, gần như nó không dùng để làm gì mấy, và thêm nắng nóng ra trẻ con nghịch ngợm. Theo em này cũng yếu tố cửa sổ trời này cũng không phải là không cần thiết lắm. Đối với chiếc phiên bản ATH thì nó hơn ở cái gọi là la răng bên ngoài, la răng phay đẹp hơn và thêm một số các cái chức năng theo xe. Đây là chức năng đầy đủ các cái chức năng khởi hành ngang dốc này, rồi nhiều thứ khác, ly lông trên cần số còn chưa bóc này. Ly lông ở vô lăng này cũng chưa bóc này, các bác nhìn còn nguyên ly lông. Xe bác chủ đi rất là giữ gìn. Đây ghế lái này, cái vết không có một vết gọi là sần sùi nào cả, ghế zin nguyên bản mà như này là xe đi siêu lướt rồi, không có bất kỳ một vết rạn nào cả. Không có bất kỳ một con ốc nào vặn mở cả. Các bác phát hiện ra con ốc nào vặn mở thì mỗi con ốc em bớt cho các bác cũng 5 triệu. Phần ngoại thất, nội thất thì em đã quay qua, bây giờ đi đến phần khoang máy chiếc xe. Không có bất kỳ dấu hiệu nào vặn mở của một con ốc nào hết. Zin 100%, chiếc xe zin 100%. Đây các bác xem giúp em nhé, đây là ốc cabo, ốc tai, tất cả những con ốc ở trạng thái nguyên bản hết, không có bất kỳ một dấu hiệu nào vặn mở, zin 100%. Nước như này mới đúng là nước các bạn. Đây tất cả những cái ốc cabo, ốc tai nguyên bản hết, ốc máy, ốc hộp số, rồi đây các bác nhìn tất cả những cái ốc liên quan, ốc dàn cò, ốc chân máy, ốc hộp số. Thì với dòng xe mà loanh quanh 2 vạn thì như xe mới rồi, không thể có bất kỳ một dấu hiệu nào bạn mở. Máy móc nguyên bản, cái vệt sơn theo vệt sơn, các cái vệt sơn đánh dấu nó còn nguyên vẹn, dấu sơn
trạng thái máy móc khung gầm, hệ thống điện là nguyên bản hết như xe mới. Chiếc xe là zin 100% kể cả sơn. Vâng, và tổng kết lại thì em Trọng xin báo giá chiếc Hyundai Kona đời 2022 phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt đấy. Em xin báo giá chiếc xe này là 605 triệu. Còn gọi là thương lượng thêm khi các bác đến xem xe. Em sẽ còn thương lượng thêm. Với mẫu Hyundai Kona này thì nước đẹp y như xe mới các bác, tất cả những cái lớp sơn zin này còn nguyên. Thì nếu mà các bác có gọi là quan tâm đến mẫu xe Hyundai Kona này thì có thể liên hệ cho em Trọng theo số máy là 037 309 3318. Địa chỉ salon bên em là salon ô tô Trường Thành K, ngã ba Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Các bác có thể nếu mà là quan tâm đến chiếc xe thì em có thể mời các bác đi cà phê rồi chúng ta lái thử chiếc xe để gọi là cảm nhận một chiếc xe đúng nước là như thế nào, như xe mới mà tiết kiệm cho các bác một cái khoản tiền kha khá. Giá bên em là còn gọi là thương lượng thêm. Đây các bác nhìn này, đăng kiểm đây là đến tận tháng 7 năm 2024. Đăng kiểm là còn dài các bác nhé. Phần phí đường bộ thì phần nào chưa đóng thì bên em sẽ đóng giúp các bác. Vâng, em Trọng xin dừng video tại đây. Thì bác nào còn quan tâm thì liên hệ với em. Nếu mà các bác yêu thích chiếc xe này thì điện cho em. Và em xin sẵn lòng là tư vấn cho các bác tất cả những cái gì liên quan đến xe. Vâng, chiếc Kona một chủ thì mới. Giá là 605 triệu các bác nhé. Em Trọng xin cảm ơn và chào tạm biệt.